Tôi là Nguyễn Minh Châu, cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng từ năm 2003 đến năm 2017. Thực sự thì cái suy nghĩ trong đầu là mình giải nghệ thì nó cũng đã có khoảng từ giữa giai đoạn 2017. Cho nên cái đấy thì mình cũng đã nghĩ trước cái vấn đề mình giải nghệ rồi. Thì cũng có một cái nhiều cái lý do mà mình cũng muốn kết thúc sớm. Cái lý do quan trọng nhất là mình muốn gần gia đình. Khi mà mình nói lời chia tay với câu lạc bộ mà đã gắn bó với mình trong suốt quãng thời gian lớn dài như vậy thì nó thực sự nó không dễ dàng. Khi mà nói lời tạm biệt mọi người, khi mà Minh Châu ra sân Lạch Tray để chào tạm biệt các bác, các chú, các anh thì Minh Châu cũng không cầm được nước mắt. Khi mà nhìn mọi người cũng không cầm được nước mắt, tại vì những tình cảm mà tất cả mọi người dành cho mình là quá lớn. Chơi bóng ở Hải Phòng thì rất nhiều những cái cung bậc cảm xúc nó đến với mình, vui buồn thì mình đều trải qua hết. Thực sự cái gì thì nó cũng có một cái điểm dừng, cái gì cũng phải lên có một cái điểm dừng. Thì Minh Châu nghĩ thì cái thời điểm này mình lên dừng là hợp lý. Trước khi Minh Châu rời đi và kết thúc sự nghiệp ở bóng đá Hải Phòng thì cái lời mà Minh Châu muốn nhắn nhủ đến các cổ động viên yêu mến, những người mà luôn ở trong trái tim Minh Châu, những người tạo cho Minh Châu được cảm xúc, làm cho Minh Châu có thể khóc, có thể vui. Một lời cảm ơn chân thành, cảm ơn sâu sắc nhất. Minh Châu ra đi và cũng sẽ quay trở lại, tại vì Hải Phòng là quê hương của Minh Châu.